Hello anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha anh em. Sáng hôm nay là ngày 16 17 anh em, 17 tháng 4 2020. Thì clip này mình tiếp tục lô máy mới cũ và cũng đa dạng, nhiều loại giới thiệu tới anh em một tí ha. Đầu tiên xin giới thiệu anh em con BlackBerry mới có, ngày qua mình có đăng tin tab cộng đồng anh em. Con mới có BlackBerry. Anh em thấy không? Máy này thuộc dạng máy bàn phím nhưng mà nó lại có cảm ứng nha anh em. Này, cảm ứng nhận diện màn hình rất là hay nha. Mọi chức năng trên máy gần như là đầy đủ hết anh em. À, anh em thấy không? Lướt qua này. Nói chung anh em nào xài rành cái này xài nha. Còn cái này không áp dụng cho những bạn không rành về máy BlackBerry nha anh em. Những bạn không biết về BlackBerry không nên mua nha. Đó. Camera rõ cái không anh em? Camera cực rõ nha, nghe gọi mình thấy là rất là rõ ràng luôn. Đây, bật loa lớn cho anh em nghe này. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Happy Zone của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1 để kiểm tra tài khoản. Rõ cái không anh em? Đó, máy hay ha. Đây, có YouTube rồi đầy đủ hết anh em. Anh em về nghiên cứu có xài nha. Mình nó thực sự mình cũng không rành cái dòng BlackBerry luôn á. Lâu lâu có mấy anh em nó sưu tầm được, nó đưa đây Facebook rồi nè. Đấy. Mấy anh em về tự nghiên cứu, mình này mình không bao đam nữa nha. Anh em rành BlackBerry thì hốt về xài nha. Mình thấy rất là hay. Con máy phải nói là chuẩn nè. Wi-Fi mình kết nối anh em thấy không? Wi-Fi rất mạnh nha. Wi-Fi mạnh này, sóng xinh xắn, sóng xiết rồi là ok luôn nè. Đó. À, BlackBerry mấy có hay ghê không anh em? Đây. Xài một sim nha anh em. Và cái con máy này anh em mua thì mình tặng thêm một cái dương pin nữa nha. Nó có một cặp pin. Gửi về là có hai dương pin nên mình cho anh em dương pin luôn. Anh em mua một thì mình cho thêm dương pin nữa, anh em tự xử ha. Sau này thay đổi máy này nó thực sự để nghe gọi chuẩn chỉnh luôn. Camera cũng rõ lắm anh em, không nói đùa nha. Hay. Nó có lúc cảm biến này anh em lướt ra nó chạy nha. Cảm biến này. Đó. Rất hay, mua về vặt vặt cái máy này rất chuẩn nha. Đấy, ok luôn. Nghe gọi rồi thì cũng này quá rõ ràng. BlackBerry mới có. Ý, hay không anh em? Gọn trong lòng bàn tay thôi nha. Gọn lòng bàn tay không có lớn nha. À, con máy này tới anh em giá 650 nha. Ship sạc anh em tự chịu nha. Sạc thì cũng sạc cổng Type-C thôi. À quên, cổng micro thôi. Sạc cổng micro rất đơn giản thôi. Giá 650k. Anh em tự phải chịu phí ship ha. Đây, trên đây là nút mở nguồn anh em. Anh em về bật lên nút mở nguồn nha. Nhớ nha. Đây, wifi sóng nó báo ra luôn. BlackBerry rất hay luôn. Dòng này những tín đồ BlackBerry thấy là bờ ngay. Thực sự luôn. Giá 650 thôi anh em. Ok nha. Một máy duy nhất BlackBerry. Tiếp theo là một con máy gì đây? A20 đi. Giới thiệu con A20 full dock cho anh em. Anh em nào ưng thì alo nha. A20. Máy kèm sạc riêng nha anh em. Máy kèm sạc riêng. Cường lực đại dáng nha. Kính không có trầy anh em. Kính len ken xà beng luôn. Không có trầy luôn. Lưng sau một vài vết lông mèo nhẹ nhẹ anh em. Lưng sau có xước nha anh em. Không phải như bóc hộp nha. Đấy. Nói chung là đã qua sử dụng thì có những vết xước không thể tránh khỏi ha. Mặt trước thì bao đẹp cho anh em rồi. Lông mèo lông chuột thì có. Đó, sườn xước rồi thì ok. Mọi chức năng full nha anh em. Camera wifi mấy con này thì quá ok luôn. Samsung A20. Màn hình 6.4, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là 4000 nha anh em. Pin 4000. Bao ship nguyên hộp cho anh em, giá 2.500.000. Đẹp nha anh em, máy đẹp nha. Giá 2.500.000 nha anh em, bao ship. Bao ship nguyên hộp ra cho anh em luôn. Ok nha. Giá đã bao ship, anh em chỉ cần alo thôi là lấy máy thôi, 2.500.000. Tiếp theo một con A30 cũng hộp luôn. Còn cái hộp cho anh em luôn. A30. À trong này có ốp luôn này. Kèm sạc riêng nha anh em. A30 máy kèm sạc riêng, full hộp cho anh em. Mặt sau có một hai vết xước nhẹ. Rất là nhẹ, còn nói chung là tổng thể là rất đẹp anh em. Anh em cứ nhìn kỹ nha. Samsung A30 màu xanh dương. Màn hình 6.4, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000.
A30 keo xà beng. A30 keo xà beng nha anh em. Đó. Quá chuẩn chỉnh luôn. Quá đẹp. Máy rất đẹp nha anh em. Giá 3,1 triệu bao ship. Đó, A30. A30 3,1 triệu cho anh em, bao ship cho anh em ha. Tiếp theo là một con A20S như máy mới luôn. Lô này rất nhiều máy Samsung mà máy đẹp không anh em. A20 như máy mới nguyên zin. Con này thì như mới luôn chứ còn gì nữa mà. Con này thực sự máy mới luôn anh em, không có trời luôn. A20S nha anh em. Như máy mới nha. Mọi chức năng full A20S màn hình 6,5 inch. RAM 4 64, pin 4000. RAM 4 bộ nhớ 64 nha anh em, pin 4000 nha. Máy quá đẹp luôn. Keng xà beng. Giá ra đi 2,990. 2,990,000 bao ship kèm sạc cho anh em. Ok nha. Quá mới quá đẹp. 2,990,000. Rồi, tiếp theo là một em Oppo A3S. RAM 2 16. Pin của nó là 4230. Màn hình 6,2 anh em. Đẹp keng xà beng. Mặt sau chắc có trời, đại dán chống nhám. Đại dán nhám trong suốt. Máy màu đen nguyên zin. Màn kính thì có một vết xước lông mèo giữa màn hình, một vết xước lông mèo. Rồi. Đây, xung quanh có một hai vết xước nhẹ. Nhìn tổng thể không đáng kể anh em. Còn rất là đẹp. Test cái camera cho anh em coi, mấy con này camera thực sự là đẹp, nó đẹp mê ly luôn anh em. Đẹp mê ly luôn nha. Bao ship kèm sạc giá 1,950 bao ship kèm sạc cho anh em nha. Một con Oppo A3S rất đẹp, RAM 2 16. Và tiếp theo đây một em luôn, Oppo cũng A3S luôn, nhưng mà con này RAM 3 bộ nhớ 32. Oppo A3S RAM 3 bộ nhớ 32 anh em. Máy keng xà beng nha. Trên đây là vết gì đây? À, cường lực. Này đã dán cường lực cho anh em rồi nha. Đây, mở cho anh em coi luôn. Giới thiệu điện thoại đây. 332 anh em. Trong màn hình có một đốm nhẹ nha anh em đây. Đó anh em khỏi soi luôn đây, có đốm này. Tránh keng xà beng mới màn hình tránh lên mới thấy nha, có một đốm nhỏ phản quang. Đây, quay có sao quay vợ cho anh em dễ hiểu. Đây. Có đốm nha anh em. Một đốm không đáng kể đâu. Thực sự là chả ảnh hưởng gì tới chất lượng máy. Đó. Mọi chức năng full con này. Oppo A3S máy nói chung là tình trạng đẹp. Tình trạng là đẹp cho anh em nha. Cái vỏ thì có một hai vết cắn. Nói chung là máy cũ thì anh em cũng thông cảm bỏ qua giùm nha. Có một hai vết cắn cắn nhẹ nhẹ đây. Quay kỹ cho anh em xem luôn. Có một hai vết cắn nhẹ thôi, không đáng kể gì hết. Oppo A3S RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6,2 inch, pin của nó là cũng 4230 nha anh em. Giá 2,2 triệu bao ship cho anh em. Máy rất đẹp. 2,2 triệu bao ship. RAM 3 32. Vẫn lạc vô một em Oppo A37 nha anh em. Vỏ thay. Con này vỏ xe thay sao thay thôi. Có sao thì quay lại cho anh em thôi. Vỏ sau đã thấy
Nói chung là tổng thể đẹp anh em. Ok nha. Oppo A37. RAM 2, ổ nhớ 16. Màn hình 5 inch, pin của nó là 2630 nha anh em. Bao ship kèm sạc, giá của nó là 1250. Bao ship kèm sạc cho anh em nha. 1250. Ok. Rồi, tiếp theo là một em Oppo F11 máy trần keng Saben. RAM 6 của những 64. Màn hình 6.5 inch, pin của nó là 4020. Máy đẹp keng Saben luôn anh em. Mấy con này đa số máy đẹp, lâu lâu có mấy vết trầy thôi chứ còn trầy con này không đáng kể nha, một hai vết xước cực nhỏ. Lông mèo cực nhỏ nha anh em, gần như là đẹp keng. Mọi chức năng con này full. Oppo F11. Máy này mình hay về lắm nha anh em. Anh em nào hay mua máy này cứ theo dõi. Thì có rất nhiều máy, nếu trời tí bán giá rẻ hơn. Còn máy đẹp nó giá khác nha anh em. Nhập vô giá cao thì bán ra giá nó vừa thôi anh em, không có lời nhiều. Tỷ lệ vừa phải cho anh em. RAM 664 con này rất là khủng. Xài ok luôn anh em. Giá 3.6 triệu nha. Bao ship kèm sạc cho anh em. 3.6 triệu anh em. Rồi, là cho một cặp Ribeiro. Con đầu tiên là con Ribeiro màu xanh nhớt. Màu xanh rêu rêu anh em, xanh rêu đi. Vỏ xeo hơi trời. Đấy. Cắn nhẹ rồi những cái góc viền rồi nó lâm nhâm đó như này anh em. Máy nguyên zin Ribeiro, nguyên zin màn zin vỏ zin. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin của nó là 3600 nha anh em. Màn hình không vết trầy nha, chỉ có cái vỏ thì cắn thôi, còn màn hình thì không trầy tí nào. Mình đã dán cực lực cho anh em này, giờ chỉ xài thôi, kèm sạc đó là anh em ok nha. Con này giá ra đi 2.1 triệu nha anh em. 2.1 triệu cho một con máy nguyên zin Ribeiro. Những con máy này anh em cặp trước cho mình 100.000 nha anh em. Quy định mua máy mình là máy dưới 2 triệu cặp trước 50.000 Viettel, mình nhận mã Viettel. Và trên 2 triệu thì anh em cặp trước cho mình cặp 100.000 Viettel nha anh em. Xong rồi nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái model máy cần mua thì mình sẽ gửi cho anh em nha. Những con máy này anh em khỏi mặc cả giá cả, mình đã coi giá chuẩn rồi anh em, khỏi trả giá nha. Anh em kết thì alo thôi. Ok nha. Cặp trước 100.000, mấy cái máy trên 2 triệu anh em. Con này 2.1 triệu. Tiếp theo là một con Ribeiro màu gold, keng Saben luôn. Con này thì thánh soi thì cũng đánh giá được tầm 97% anh em. Đây. Sườn vỏ viền rất là đẹp. Sườn vỏ viền cực đẹp luôn. Cũng RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3600. Mặt trước không có trời, bao cho anh em luôn. Đã dán cường lực, mặt trước không một vết trai nào nha anh em. Màn hình zin nha, máy zin vỏ zin nha, chưa động chạm sửa chữa gì hết nha anh em. Nguyên zin Ribeiro, mọi chức năng full cho anh em. Một con máy đẹp giá 2250. Ok cho anh em, giá 2.250.000, đẹp keng Saben luôn. Mặt sau là nó quá đẹp luôn anh em, trời không đáng kể đâu nha. Ok. Rồi, tiếp theo là một con iPhone 6S nha anh em. 6S máy keng Saben luôn này, anh em thấy không? Vỏ này. 6S 32GB keng Saben luôn. Màu xám anh em, có một máy thôi. 6 đẹp keng. Mọi chức năng ok anh em, máy full nha, máy quốc tế đàng hoàng nha, không phải tầm bậy bạ nha anh em. Vân tay đồ này đủ hết cho anh em nha. Ba mươi hai GB nha anh em, iPhone 6S 32GB. Ok. 6S 32GB. Vân tay vân chân đầy đủ quốc tế, keng Saben, bỏ pin bỏ sim là quốc thôi nha anh em. Pin con này 82. Nói chung máy pin này tình trạng trên 80. Đó, chỉ trên 80 thôi nha anh em. Đó, 82%. Máy nguyên zin, men zin vỏ zin hết, nhưng mà chỉ có cái là cái màn hình đã là thay rồi nha anh em. Mình lưu ý cho anh em màn hình thay rồi nha. Xài ok hết, không có đề hết, rất là đẹp. Chỉ báo cho anh em biết là màn hình thay thôi.
Đó, còn vân tay đồ đầy đủ các kiểu đà điểu nguyên hết nha anh em. Ok, con này tính em giá 2 triệu 2 nha, máy đẹp can 2 triệu 2. Bao ship kèm sạc cho anh em nha, 2 triệu 2. Còn sao ép máy đẹp luôn. Và một em máy màu hồng này anh em, vỏ hơi nhăm nhăm này. Đây, tình trạng của y chang con kia luôn, cũng màn hình thay màn hình. Đó, còn vỏ riêng nguyên hết luôn, mọi chức năng full, con tay đầy đủ. Con cái là vỏ nhăm nhăm này anh em phải, à, soi kỹ anh em luôn. Vỏ nhăm, màn hình này đẹp keo rồi, từ mới thay màn hình này quá đẹp rồi. 32GB. Con này để mình test kỹ cho anh em luôn, con tay. Ok nha anh em. Vân tay vân chân ok. Coi cái pin nó bao nhiêu. 86 nha anh em. Pin con này 86 nha. Ok cho anh em luôn. Các kiểu đà điểu, máy nguyên riêng đẹp. Màn hình thì nói chung là thay rồi. Con này chạy tí tính em giá 2 triệu mốt nha. Màu hồng nha. Con này tính em giá 2 triệu mốt, bao ship kèm sạc cho anh em. Ok. Chỉ có một cặp thôi. 6S. Và tiếp theo là một em 6 lốc. Hai con kia là máy quốc tế anh em, còn con này là lốc này. Đó, con này là máy iPhone 6 thường. Kính này bể rồi anh em, kính này mình tháo dục rồi. Đó. 6 lốc. Full chức năng, xài ok hết. Coi test chức năng coi anh em coi. Đó, có sao báo dậy luôn. Còn tay coi. Camera, wifi. Đầy đủ. Pin 100%, pin này mới thay cho anh em rồi, khỏi lo rồi. Pin con này để xài ok rồi. À, coi thử vân tay máy này mình không có bao đâu, nhưng mà thử thử còn không. Rồi đúng rồi, con này mất vân nha, không có vân tay tiếc rồi nha. 6 lốc. Cho anh em sim ghép luôn, về nhà tự xử nha. Mình không có bao cái vụ này. Đấy. Cho anh em sim ghép luôn, về nhà ghép xài thôi. Ok. Bỏ sim 4G đã đăng ký vô là quốc thôi anh em. Đây nó đây. iPhone 6 lốc. Tặng sim ghép cho anh em luôn. Giá của nó là 1.150.000, ship sạc anh em tự chịu nha. Mình không kèm ship sạc cho anh em nha. 1.150, bỏ sim là quốc thôi. Bỏ sim vô là anh em tự sửa đây anh em. Mình có một cái clip hướng dẫn anh em ghép sim này. Anh em vô clip đó giùm mình nha. Mình sẽ bật cái clip sim ghép lên cho anh xem anh em xem. Đây nha anh em. Anh em lên mình sẽ để cái link này dưới mô tả nha, cái link kênh này Hữu Phúc Vlog nha. Anh em gõ cái link kênh là Hữu Phúc Vlog thì mình có một clip là hướng dẫn tạo tài khoản. À đây đây đây, trong có hai clip thôi. Một clip là tạo tài khoản ID Apple mới. À, cho anh em chưa biết đây. Thì đây tài khoản ID Apple. Cho anh em mua cái máy ID Apple về tự tạo tài khoản cho riêng mình. Và một clip là hướng dẫn anh em ghép sim. Ok nha anh em. Hướng dẫn anh em ghép sim trên máy lock này. Kênh mình mới tạo ra hai video thôi. Và trên này mình trên kênh này á là mình sẽ post những cái video về tạo tài khoản tất cả các kiểu và những clip tháo máy này nọ cho anh em, thay pin rồi cho anh em nha. Tạo phá mật khẩu những cái máy mà nó bị dính mật khẩu này nọ rồi anh em. Mấy Android rồi á. Đó, nên anh em đăng ký kênh này nha. Đăng ký kênh này để đón xem những clip từ kênh này ra và những cái thủ thuật điện thoại cho anh em xài nha. Anh em xài thì có những cái thủ thuật gì mình biết mình sẽ post lên đây cho anh em nha. Đây là kênh Hữu Phúc Vlog của mình mới tạo. Đây. Hướng dẫn cho anh em mới cho ghép sim này. Anh em vô ghép cho dòng 5S6. Rồi, hello anh em nha. Đó. Hôm nay mình làm cho anh em hướng dẫn những anh em chưa biết nha. Một cái clip là ghép sim nha. Ghép sim cho những cái máy đời thấp này. Đây là máy iPhone 6. Đó, anh em cứ vô coi nha. Vô coi rồi bấm đăng ký ha. Để đón xem những clip mới nhất từ kênh ghép sim này. Từ kênh Hữu Phúc Vlog nha. Có những cái clip hay mình sẽ post ra cho anh em nha. Ok. Đó, anh em mua máy về nhớ vào xem clip này nha. Để mình ghép sim bỏ ghép vô sim để em nghe gọi nha. Để anh em nghe gọi. Rồi ok nha anh em. Anh em cứ xem con này đầu tự xử nha. Rồi. Thì mình có một clip trên cái kênh đó là chỉ anh em ghép sim, anh em cứ về tự xử thôi. Giá 1.150, không ship kèm sạc nha anh em.
và một con iPhone 6 Plus này anh em. 6 Plus cũng là máy lock luôn anh em, nhưng mà con này được 128GB. Đó, lock 128GB. Test coi chức năng coi. 6 Plus 128. Vô wifi coi. Đó. Wifi cắt kiểu là điếu luôn hết nha anh em. Pin bao nhiêu phần trăm? 87 nha anh em. Pin con này 87%. Dung lượng thì 128GB. Ui, anh em tải khủng luôn ạ. Dung lượng con này quá khủng luôn. Quá khủng. Camera, chụp hình rồi đủ. Game cũng anh em cho thoải mái nha. Game cũng anh em tải cho thoải mái nha. Đây là tải với PUBG nè. PUBG rồi ba cái game bắn súng rồi. Đây mình không rành nha. Đây, mình không có chơi game nhiều nên không biết. Đó, con máy còn ok cho anh em luôn. iPhone 6 Plus 128GB máy lock. Máy bán ra kèm sim ghép cho anh em luôn, kèm một cái sim ghép có hướng dẫn clip ghép sim trên cái kênh Hữu Phúc Vlog á, anh em cứ đăng ký kênh đấy sẽ đón xem những clip hướng dẫn ghép ghép này nọ trong đây có nha anh em, cứ vô đây xem nha. Để anh em sẽ ghép sim được thôi. Con máy này cũng còn khá là đẹp. 6 lock 128GB, 6 Plus lock chứ. 6 Plus lock 128GB. Không sim không sạc nha anh em, tự chịu nha. Giá 165. Bán anh em con này giá 1650 thôi nha anh em. Ok, chỉ một máy duy nhất thôi. Rồi clip này cũng thân ái chào anh em tại đây. Thân ái hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nha. Rồi chào anh em.